Tôi vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, tính từ 0 giờ ngày 23 tháng 4, cả nước cơ bản dừng thực hiện cách ly xã hội trừ một số vùng có nguy cơ cao của Hà Nội và Hà Giang. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hiện hữu, do đó người dân vẫn cần tuân thủ các nguyên tắc chung để phòng bệnh như đeo khẩu trang tránh tiếp xúc gần, không đi ra khỏi nhà nếu không cần thiết, không tụ tập đông người và thực hiện khai báo y tế. Từ đây là những lưu ý của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu với người dân khi thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội. Những lưu ý để giãn cách xã hội tốt. Thứ nhất, tất cả người dân phải đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang vô cùng quan trọng trong việc phòng chống những bệnh lây qua đường hô hấp, trong đó có COVID-19. Thứ hai, tránh tiếp xúc giao tiếp gần dưới 2 mét. Thứ ba, không nên tụ tập đông người. Sẽ có một số loại hình thức vẫn chưa được thực hiện như karaoke, massage, một số loại hình thức vui chơi giải trí khó có khả năng kiểm soát sự lây lan dịch bệnh. Thứ tư, hạn chế đi ra khỏi nhà nếu không cần thiết, đặc biệt lưu ý tới đối tượng người cao tuổi, người có bệnh mạng tính, đối tượng có bệnh nền. Cuối cùng là thực hiện khai báo y tế. Đây là vấn đề rất quan trọng. Nếu có triệu chứng sốt, ho, khó thở, triệu chứng điển hình của bệnh có thể là COVID-19. Nếu không phát hiện do nguyên nhân khác, kể cả mệt mỏi thì cũng phải khai báo cho cơ sở y tế để được tư vấn cần thiết làm xét nghiệm chẩn đoán. Đặc biệt lưu ý đến vấn đề khử khuẩn, rửa tay thường xuyên. Theo chuyên gia, qua giai đoạn giãn cách xã hội, ý thức của người dân được nâng cao, ra đường gần như 100% người dân đeo khẩu trang người dân đã biết về bệnh, cách phòng bệnh là cái hay nhất, biết nếu không làm thì bị xử phạt như thế nào. Dù vậy, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu một lần nữa nhấn mạnh về sự chủ quan. Trong thời gian qua, giai đoạn dịch căng thẳng thì người dân, chính quyền thực hiện rất nghiêm chỉnh, nhưng dịch lui thì chủ quan lại tăng lên. Chúng ta không thể chủ quan bởi đã có bài học từ Singapore, đã có trường hợp bùng phát dịch bệnh ở những khu lao động tự do nhập cư. Đây là bài học cho chúng ta, địa phương nào, chỗ nào làm không tốt dịch cũng có thể bùng lên phải hết sức chú ý để làm sao phát hiện được kịp thời ca bệnh ở những nơi nguy cơ cao, từ đó khoanh vùng dập dịch ngay, khống chế ổ dịch, không để lây lan. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu lưu ý không nên chủ quan với tình hình dịch bệnh hiện nay. Tình hình dịch bệnh còn phức tạp, chúng ta thành công, nhưng nếu chúng ta không làm tốt thì dịch bệnh không loại trừ một ai người dân cả nước, chính quyền các địa phương không nên chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chúng ta chưa thể khẳng định sự lây lan trong cộng đồng đã hết nên người dân vẫn tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng bệnh đã nêu ở trên. Đặc biệt, với những người có triệu chứng sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không rõ nguyên nhân phải được tư vấn, xét nghiệm phát hiện bệnh có phương án điều trị phù hợp. Trẻ đang học ở trường bị khó thở, ho, sốt phải làm thế nào? Ngay sau khi phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở Cần tiến hành các bước sau. 1. Đưa học sinh đến khu cách ly riêng trong phòng y tế hoặc khu vực do nhà trường bố trí, cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho học sinh. 2. Y tế nhà trường phối hợp với cha mẹ khai thác tiền sử tiếp xúc của học sinh trong vòng 14 ngày trước đó có đi về từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc gần với những người đi về từ vùng dịch, người nghi ngờ, người có xét nghiệm dương tính với COVID-19. 3. Tham vấn ý kiến của cán bộ y tế xã, phường hoặc y tế địa phương để khẳng định về tiền sử tiếp xúc dịch tễ. 4. Nếu không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì điều trị các triệu chứng sốt, ho, khó thở, phối hợp với cha mẹ đưa học sinh đến cơ sở y tế gần nhất nếu cần. 5. Nếu có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì phối hợp cơ quan y tế tại địa phương đưa học sinh đến cơ sở y tế theo quy định để cách ly và điều trị. 6. Trường hợp có học sinh biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì nhà trường thực hiện khử khuẩn theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, các nghiên cứu công bố tác hại nghiêm trọng của Covid-19 lên đa tạng phải mất 15 năm để phục hồi sẽ là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.